Gần một năm sau khi săn được con trầm đen khủng Khela thì mình mới trở lại đi câu tự nhiên. Mở màn cho mùa săn trầm đen 2024 thì mình chọn một con đập chứa nước được đắp từ năm 1970. Theo người dân kể lại thì dưới đáy của con đập này có rất nhiều hố bom mìn từ thời xưa để lại, nên là cho dù hạn hán thì nước ở trong đập cũng không thể hết được, nên ẩn số trong con đập này là chắc chắn có, nhưng mà chạm được nó hay không là tùy duyên. Vị trí mình chọn nuôi ổ lần này là sát với cổng tràn, vì ở đây hàng năm lưu lượng nước đổ về từ trên núi rất lớn. Con trầm đen theo bản năng sẽ xuôi theo dòng nước, một số sẽ thoát ra khỏi cổng tràn, một số sẽ tù lại ở đây. Mà hiện tại đang đầu mùa mưa nên mình nghĩ vị trí nuôi ổ ở đây là hợp lý. Ốc ủ mà. Có mấy cái con ốc bướu vàng ở trên nên nhà nhớt đã nhiều á, thành ra là cái ổ mồi của mình cực đẹp luôn. Trước tiên là mình phải bơm cái sắp này lên này, xong rồi ra mà anh em dò xem cái gốc nằm ở đâu, rồi buộc cái trái vào cái gốc để cho biết được cái điểm mà mình nẻ, xong ổ mình đánh thì mình sẽ đánh một bên cái gốc đó. Quá đẹp. Trường nó còn con khá khá trầm đén lắm. Các bác nhìn này, trong bơ này, kể cả trong ngóc ngách của cái đá không có ốc luôn á, chúng to ra cả ngập hết, ngập năm sạch. Mặc dù là buổi ngày nóng nhưng buổi đêm ở đây còn lạnh lắm, ở đây còn gần nghĩa địa đó. Nắm mùi và cả đập nhiều lắm, ấm 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 cả đấy. Hy vọng là sáng mai lùng nhá. Cái vây lưng cao thế này. Ní vẫn đôi này. Này thôi 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 thôi. Không nổ lính vậy, nổ lính. Còn nó to. To. Bành lên. Đã kịp cương không? Cương nó gì được. Trời ơi. Phèo to. Ui phèo đẹp ơi. Hình như vật lý vượt lúc còn giật nó mới vượt luôn á. Vậy nhìn như này, mày rinh từ bữa qua như này. Ồ. Ồ. Không chạy như khi được đi được nè. Chưa đến.
Nhớ để ý lúc vào du tua chậm thôi nhé, để mà tua nóng á, cái đoạn đấy hành nóng lên á, hành dây bị tổn thương dây á, đến lúc giật là dễ đứt lắm. Chậm nhé, thóng thả thôi. Cái tay trên này cầm cho chặt này, để cho mày vào mày chặt. Cho hết trên quá. Đây rồi. Không, cái hô này cây cân có duyên lắm. Mấy tiền anh hai bộ anh mua mấy tiền? Mười mấy tiền. Bẻ mình nó bẻ cái này mình đền anh quán cái ba ba. Em mình lù đòi trước tiền. Đòi trước nữa cho anh Lộc. Rửa như tao một cái gầy mềm. Thì do anh ra sức anh bó. Thế là mày kiểu dù mà được kéo cắt là đứt đều. À để nó vuột ra còn ra từng lòi một đấy chứ. Vuột cho hàng sơ lên buộc đời chạy này. Lùi lên đi anh, lùi lên đi. Lùi đi. Đây rồi. Để gọi này. Con đây, cái ít cành đi đây. Được. Bỏ không đúng. Không tua kịp. Đây rồi. Bật mẹ bạc ơi. Đánh bung bạt luôn. Ui lên đẹp ơi. Bánh à. Lên cạnh. Cắt cắt cái gọi này anh cái. Cá hay gọi sau luôn. Nhanh lên đây, không nhanh được nữa. Con vỗ bơ ca giấy đánh này. Mới thả mày chứ không rút thật nó mất đó. Vỗ ca giấy. Phan đi đi hết chui cả tự nhiên luôn. Cả tự nhiên mà không. Đẩy không sạch khó. Mà đi cầm. Có ca giấy anh ạ. Ép đi anh, ép rồi, lên đi. Rồi. Ui. Ui trời. Nhịp nhàng nhá. Để cứ thiên đi. Nhịp nhàng quá nhá. Rồi rồi rồi. Bơ tống bày lên đấy. Bày lên đi. Anh bày là em kéo nhá. 2 3. Bày. Rồi, được, nồi được. Ui, ui, ui. Có theo. Lên. Đủ mê. Đàn lối đã thủ mất đấy. Lấy cái thuyền đi hay. Cái thuyền ở mượt, không sợ đâu. Không sợ. Sợ cái bơi tống trước này. Bơi tống rồi. Anh đừng cho chim pháo xuống là được. Rồi. Bay. Rồi, lên. Không trôn nữa là bê tông luôn thôi. Đó đó, cứ nổi pháo rồi là yên tâm. Rồi. Bá lửa luôn đi. Không vượt không chi hết. Cần chưa vượt thì trời ơi, móc con mồm đực, luôn. Con đực tiếp. Móc mồm luôn. Ui con đực, con đực. Rồi lắm. Hà đi anh đừng nâng. Để. Ui trời. Lên đây. Đây là mấy nhảy như thế. Tắt mày đi, tắt mày đi. Đừng bánh nhanh, bánh là bóng á. Đây, hải cầm đi. Để đó con cá đi. Ngoan rồi. Rồi, cứ theo ăn, theo. Rồi, vô đây. Vô lên đi. Không chơi nữa đâu. Đến đây đi, hắn ngoan rồi. Ôi,
này có con bồm này cái gì. Ui to lắm. Ừ. Rồi ha 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 mơ. Rồi. Rồi. Okay. Yes. Cảnh vũ cảnh cấu kiểu đi chơi chơi bắt cá biển. 2 3. Ôi da. Nhìn vẫy của Huẩn đây. Ừ. Đẹp này, rất chắc luôn á. Mệt ma luôn. Ừ. Cố lôi. Lóng lanh luôn. Cả mà có hang cái vảy sừng này là con cá đực các bác này. Đây này, tầm đen mà có vảy sừng là cá đực à. Cá đực ăn ngon hơn cả cải nhá. Chắc thịt hơn, khỏe hơn. Nhưng mà sái hẳn thương nhỏ hơn. Bắt con đực rồi. Còn bây giờ trong ổ là kiểu gì cũng đang con mấy con cải trong ạ. Con cải đó thứ có phải gần gấp đôi con đực ạ. Rồi, nó vào túi tủ đó ra. Tôi kén chụp ạ. Hết lũ. Dư dư tầm rồi nhá. Hết lũ đi chơi. Đầu tư cho anh em thuyền máy là rồi. Đấy vậy đó. Đấy vậy đó. Hai người đây. Là người đi khó lắm. Đấy. Nặng không? Vừa ăn xong. Nặng nặng. Bị này 50 cân mẹ lắm. Thật 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 cân. Rồi vẫn như thương lề nhá. Có chơi có thả các bác nhá. Cũng là con đập bừ. Thì mình sẽ thả một ít cảm đến con vào đấy để sáu con có cái mà bắt nữa chứ bắt hết rồi sáu không có đồ chơi. Nặng lắm. Nặng như nhiều không? Anh vác hết được. Cả năm mùi anh ạ. Đen một phần do nước nhưng mà hắn đen là cá đen là đây nó hợp nước thôi. Bỏ con này có loài nắp mùi này. Ừ. Loài ní có khủng. Sau lên mau còn đến thui luôn. Còn cả cải. Đây anh cho hướng qua bên đi cho cả cải. Chơi 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 anh chị. Sài to lắm. Sài như thì một nắm là phải 5 cân thôi. 4-5 cân là đều. Rồi hình này đã rất hình này ra từ từ đấy. Đầu mũi to được này là ít. Tốc ít. Sài đều. Cuồn. Dài mà. Trời ơi. Có cần cái gì nữa ở quán kia này cả. Mộng ra. Tăng không lại. Tốc cũng nhiên lại. Đây, còn thêm một bi cuối cùng rồi này. Đấy. Thả xa nên đi hết luôn.